Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết. Quý vị thân mến, trong ngày hôm nay thì tại tỉnh Lai Châu, mưa dông đã qua giai đoạn cao điểm và giảm dần. Dự báo từ chiều và đêm nay sẽ có mưa nhỏ đến mưa vừa, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm. Đặc biệt, tỉnh Lai Châu được dự báo lượng mưa có thể trên 50mm. Vì mưa đã giảm nên ít có khả năng xảy ra lũ quét, ngập úng, nhưng quý vị vẫn cần phải đề phòng hiện tượng sạt lở đất và dông lốc đi kèm nguy hiểm. Vì còn mưa nên thời tiết tại tỉnh Lai Châu sẽ rất mát, trên 20 độ C. Còn bây giờ chuyển sang phần dự báo chi tiết. Nhìn chung thời tiết toàn tỉnh Lai Châu có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, trong ngày có nắng gián đoạn. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 20 đến 33 độ, khu vực vùng núi cao từ 17 đến 23 độ, độ ẩm dao động 65 đến 95%. Cụ thể như sau, tại khu vực thành phố Lai Châu, nhiệt độ dự báo nằm trong khoảng từ 20 đến 27 độ, độ ẩm từ 75 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Mường Tè, dự báo nhiệt độ nằm trong khoảng từ 23 đến 33 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Sìn Hồ có nhiệt độ nằm trong khoảng từ 17 đến 23 độ, độ ẩm 80 đến 95%. Khu vực huyện Than Uyên dự báo nhiệt độ nằm trong khoảng từ 22 đến 30 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực huyện Nậm Nhùn nhiệt độ nằm trong khoảng từ 23 đến 33 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Tam Đường có nhiệt độ nằm trong khoảng từ 22 đến 30 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực huyện Tân Uyên cũng có nền nhiệt độ tương tự từ 22 đến 30 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Và cuối cùng là huyện biên giới Phong Thổ với nhiệt độ dự báo nằm trong khoảng từ 23 đến 33 độ và độ ẩm từ 65 đến 95%. Trên đây là thông tin dự báo và cảnh báo về thời tiết trên địa bàn của tỉnh Lai Châu. Kính chào tạm biệt quý vị.